Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube Ân Trần. Hôm nay là ngày 13 tháng 9, em xin hạnh giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Tech, và vô đen của nó là PD200. Thì chiếc đầu này được sản xuất năm 1986, nó sở hữu cái xa ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 9 cm và chiều sâu của nó là 30 cm, nó nặng là 4 kg. Ở chiếc đầu này thì sử dụng hai con chip giải mã IM3805 và IM3020, chất âm rất là mộc mạc và chi tiết. Cái dòng này được thiết kế đồng hồ số, khi chúng ta cho đĩa vào thì nó mới báo bài có số đấy. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để cho bác được chiêm ngưỡng. Mặt tiền cũng cơ bản là đẹp. Ở đây nó có chút bong sơn ở đây này, đây nữa này. Ở cạnh trên thì có những vết xước nhỏ. Còn nắp lưng thì cơ bản là đẹp vì nó có cái hơi nõm ở đây thôi. Đấy, đây có chảy sơn này, đây có chảy sơn. Hồ đây đẹp. Đây có một vết này. Mô đen của nó là PD200, điện 100V, công suất 12W, được sản xuất tại Nhật Bản. Sơ đi máy của nó là 300210. Có một đường A-lốc ra, cái phía sau này là làm bằng gỗ ép các nhé. Đây, em mở phần nội thất ra để bác xem. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc đồ này. Thì nội thất bên trong của chiếc đồ này thì zin nguyên bản, mắt đọc cũng zin trong máy. Đây là cái thiết kế kiểu là nhôm cái màu này các nhé. Màu cái gỗ vân vân đấy, ốc yếm còn 7 màu đây. Chip giải mã đây ạ, chip giải mã đây, một con là IM3805 và một con nữa là con IM3020 đây. Tụ lọc muốn tụ đến là 2200 mi. Đây dòng cơ chụp là rất là chắc chắn và êm ái, và em đây cái phía sau toàn bộ là cái bàn ép này, đây, rất là cổ điển rồi. Và đây em test cái chức năng hoạt động của chiếc đồ này cũng như phần mắt đọc để cho bác được thưởng thức. Và chiếc đồ này em bán với giá là 850.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc, cho bác nào chuyển đủ tiền cho em. Bác nào mà đặt cọc thì tự trả tiền ship. Số điện thoại em là 0907 223 269, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Mà đĩa sao chép lòng xanh đây để bác thưởng thức. Đấy, nhận ngay rất là nhanh. Hiện lên là đĩa này 10 bài. Hát 72 luôn. Đây. Để muốn chạy số các bạn nhấn luôn đây, chạy dây luôn đây. Đấy. Anh biết tại sao em anh hay đi.
vì thơ mãi đây em khóc nhiều tay trắng nên anh nào mong mơ nhiều cũng chỉ bằng vì yêu nên muốn xa người em ơi đừng nói xa nhau yêu em yêu mỗi duyên đầu xa em dù biết khổ đau dứt bỏ anh nghèo biết tình làm sao thì thôi nhé em có còn yêu anh như hôm nào còn yêu em ơi nên lắm khổ nào gặp nhau tình ta gửi giọt về thành phố đây rồi chốn anh chốn vui là mặt người cho bỏ gian lao lần này đẹp dòng chơi dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao đi lính xa đánh giặc từng giờ viết trăm lá cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi kính vai xương tóc lệch đường môi đã cho nhau vì nhau mà thôi đời đêm nay đời đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi anh mơ yên lành là hiện diện trên mắt môi em mình trở lại với đơn vị bé hơi chuyến đi hẹn ngày nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập mặt đọc rất là tốt ạ. Thôi em đừng khóc nữa làm gì kỷ niệm đâu ân tình cũ ta thương thôi em đừng khóc nữa giọt lệ sâu làm tao xóa hết tâm tư
Em xin phép được dừng video test ở đây. Thì chiếc đồng này em bán với giá là 850.000 đồng. Em bao cái ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền cho em. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship. Số điện thoại em là 0907-23269. Em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp các bác ở video sau ạ.